Xuân Diệu, trích Thi Nhân Việt Nam. Xuân Diệu họ Ngô, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917, người Lạng Trảo Nha, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, học ở Quy Nhơn, Huế, Hà Nội, có bằng tú tại Tây, hiện làm tham tá, thương chánh ở Mỹ Tho, Nam Kỳ, có chân trong Tự Lực Văn Đoàn, đã viết giúp Phong Hóa, Ngày Nay, Tinh Hoa, đã xuất bản Thơ Thơ, Đời Nay Hà Nội 1938. Bây giờ, khó mà nói được cái ngạc nhiên của lạng thơ Việt Nam hồi Xuân Diệu đến. Người đã tới giữa chúng ta, một y phục tối tân, và chúng ta đã rụt rè, không muốn làm thân với con người có hình thức phương xa ấy. Nhưng rồi ta cũng quen dần, vì ta thấy người cùng ta tình đồng hương vẫn nặng. Ngày một, ngày hai, cơ hồ ta không còn để ý đến những lối dùng chữ đặt câu quá tây của Xuân Diệu. Ta quên cả những ý tứ người đã mượn trong thơ pháp. Cái dáng dấp yêu kiều, cái cốt cách phong nhã của điệu thơ, một cái gì rất Việt Nam đã quyến rũ ta. Đọc những câu, nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, sao lại trách người thơ tình lơi là? Hay là, chính hôm nay gió dại tới trên đồi, cây không hẹn để ngày mai sẽ mát, trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt, đắn đo cho lỡ mộng song đôi. Ta thấy cái hay ở đây không phải là ý thơ, mà chính là cái lối làm duyên của Xuân Diệu, cái vẻ đại cát rất hiền lành của điệu thơ. Nhưng thơ Xuân Diệu chẳng những diễn đạt được cái tinh thần cố hữu của nỏi giống, và chăng tinh thần một nỏi giống có cần gì phải bất di dịch? Sao lại bắt ngày mai phải giống hệt ngày hôm qua? Nêu ra một mớ tính tình, tư tưởng tục lệ rồi bảo người Việt Nam phải như thế là một điều tối vô lý. Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống rào rạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết. Nhưng sự sống muôn hình thức, mà trong những hình thức nhỏ nhặt thường lại ẩn náu một nguồn sống dồi dào. Không cần phải là con hổ ngự trị trên rừng xanh, không cần phải là con chim đại bàng bay một lần 9 vạn dặm mới là sống. Sự bồng bột của Xuân Diệu có lẽ đã phát biểu ra một cách đầy đủ hơn cả trong những rung động tinh vi. Sau khi đọc đi đọc lại, nhà thơ có tâm hồn phức tạp này, sau khi đã tìm kiếm Xuân Diệu hoài, tôi thấy đây mới thực là Xuân Diệu. Trong cảnh mùa thu rất quen với thi nhân Việt Nam, chị Xuân Diệu mới để ý đến những luồng run rẩy rung rinh lá, cùng cái cảnh biếc run run chân ý nhi. Nghe đàn dưới trăng thu, chị Xuân Diệu mới thấy lung linh bóng sáng bỗng rung mình, và mới có cái xôn xao gửi trong mấy hàng chữ lạ lùng này. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, đạn ghê như nước lạnh trời ơi, lòng lành tiếng sỏi vang vang hận, trăng nhớ tầm dương, nhạc nhớ người. Cũng chị Xuân Diệu mới tìm được nơi đồng quê cái cảnh mây biếc về đâu bay gấp gấp, con cỏ trên ruộng cánh vân vân. Từ con cỏ của Vương Bột lặng lẽ bay với ráng chiều, đến con cỏ của Xuân Diệu không bay mà cánh vân vân, có sự cách biệt của hơn 1.000 năm và của 2 thế giới. Cho đến khi Xuân Diệu yêu, trong tình yêu của người cũng có cái gì rung rinh. Người hồi tưởng lại rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử, gấm trong lòng và khi đứng chợ ngây, và nhạc phấn dưới chân mừng sánh bước, và tơ răng trong lời nhỏ khơi ngòi. Tà áo mới cũng say mùi gió nước, rặng mi dài sao động ánh dương vui. Còn rất nhiều câu có thể tiêu biểu cho lối xúc cảm riêng của Xuân Diệu. Tôi chỉ dẫn một thí dụ này nữa. Trong bản dịch Tỳ Bà Hành của Phan Huy Vịnh có 2 câu. Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một vừng trăng trong vắt lọng sông.
Tạ Cảnh trông quanh thuyền sau khi người tỷ bà phụ vừa đánh đàn xong. Một cái cảnh lặng lẽ, lạnh lùng, ẩn một mối buồn, âm thầm, kín đáo. Thế Lữ có lẽ đã nhớ đến hai câu ấy khi viết. Tiếng diều sáo, nao nao trong vắt, trời quang mây, xanh ngắt, mậu lơ. Mặc dù hai chữ nao nao có đưa vào trong câu thơ một chút rung động, ta vẫn chưa xa gì cái không khí bình yên trên bến Tẩm Dương. Với Xuân Diệu, cả tình lẫn cảnh trở nên xôn xao vô cùng. Người kỹ nữ của Xuân Diệu cũng bơ vơ như người tỳ bà phụ, nhưng nàng không lặng lẽ buồn. Ta thấy nàng run lên vì đau khổ. Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương ra. Ngay từ khi trăng mới lên, nàng đã thấy gió theo trăng từ biển thoáng qua non, buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn. Chỉ có trong thơ Xuân Diệu mới có những thoáng buồn rờn rợn như vậy. Ngay lời văn Xuân Diệu cũng có vẻ chơi vơi. Xuân Diệu viết văn tựa trẻ con học nói, hay như người ngoại quốc mới võ vẽ tiếng Nam. Câu văn tuồng bỡ ngỡ, nhưng cái dáng thơ bỡ ngỡ ấy chính là chỗ Xuân Diệu hơn người. Dòng tư tưởng quá sôi nổi, không thể đi theo những con đường có sẵn. Ý văn xô đẩy, khuôn khổ câu văn phải lung lay. Nhưng xét rộng ra, cái náo nức, cái xôn xao của Xuân Diệu cũng là cái náo nức xôn xao của thanh niên Việt Nam bây giờ. Sự đụng chạm với phương Tây đã làm tan rã bao nhiêu bức thành kiên cố. Người thanh niên Việt Nam được dịp ngó trời cao, đất rộng, nhưng cũng nhân đó mà cảm thấy cái thê lương của vũ trụ, cái bi đát của kiếp người. Họ tưởng có thể nhắm mắt làm liều, lấy cái cá nhân là cứu cánh cho cá nhân, lấy sự sống làm mục đích cho sự sống. Song đó chỉ là một cách dối mình. Chớ để riêng em phải gặp lòng em. Lời khẩn cầu của người kỹ nữ cũng là lời khẩn cầu của con người muôn thuở. Đời sống của cá nhân cần phải vịn vào một cái gì thiêng liêng hơn cá nhân và thiêng liêng hơn sự sống. Bởi Xuân Diệu đã gửi trong thơ của người lẫn với một chút hương xưa của đất nước bao nhiêu nỗi niềm riêng bây giờ. Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới, nên chỉ những người còn trẻ mới thích đọc Xuân Diệu, mà đã thích thì phải mê. Xuân Diệu không như Huy Cận, vừa bước vào lạng thơ đã được người ta dành ngay cho chỗ ngồi yên ổn. Xuân Diệu đến giữa chúng ta tới nay ngót 5 năm, mà những tiếng khen chê chưa ngớt. Người khen, khen hết sức, người chê, chê không tiếc lời. Song những ai chê Xuân Diệu tưởng Xuân Diệu có thể trả lời theo lối Lamartine ngày trước. Đã có những thiếu niên, những thiếu nữ hoan nghênh tôi. Với một nhà thơ, không có gì quý hơn cho bằng sự hoan nghênh của tuổi trẻ.